này là níu kéo gì qua này, níu chân khách hàng hả? Không, xin lỗi, níu chân khách hàng còn cái động tác khác nữa. Thật ra nhìn bài này cũng khó biết đúng hay sai lắm, mình phải hỏi là nhiều khách hàng ta. Chị ơi có vô bạn rồi đó. Chị có vô bạn chứ không biết nói sao nữa. Bây giờ cứ cầm đá thì nó có vô gì đâu, nhưng mà vậy nó vô nè đó. Sao quay vậy? Vô ừ rồi, lóc cái mông lên vậy nè, chính xác đó, chỗ này cứng lên gồng vô. Cái tay đi du lịch thì người ta thích, còn cái chân đi du lịch là sai. Ngầu chưa? Gym nữ tâm kinh, cực phẩm gymmer, thước tha đầy mạnh mẽ. Thấy em đuối rồi thì anh sẽ chỉ em một bài tập mông nó khá là quan trọng ở đây. Bữa nay chúng ta nâng tâm rồi. Bài này khá khó đó, không biết em tập nổi ở đây không. Cái này cầm nó hơi nhạy cảm nha. Nè, hai cái tay em cầm đây nè, hả không? Ừ. Nó em cầm tựa vô đây, em bước ra một tí. Nó nhớ bà để clip chưa? Dạ. Nó bước ra xa một tí, rồi xong em gập cái lưng xuống. Em gập cái lưng xuống. Ừ. Đúng không? Gập cái lưng xuống. Rồi nó ra vị trí này xong em dùng cái chân em đạp mạnh lên, em đẩy cái mông ra. Ừ. Nhìn cái vị trí kết thúc nè. Ha. Nó là cái mông của em á, sao này nó ép lại, nó căng. Chứ đây là căng nè. Đó. Cái này thì dễ rồi. Cái này cứ tư thế đánh lift là ok. Không gì cả, nhưng mà cái đoạn lên đó nó sẽ có hơi lạ. Lên 1 2 3 hi. Đúng rồi, nè lại vậy nè. Nhưng mà mình cho nó động tác rồi, hiểu không? Này nam học nhanh lắm mà. Nam học nhanh lắm mà nữ nó hơi ngược xíu. Nhưng mà bài này là bài của nữ. Không phải của nam. Đó. Xuống. Hi. Đó. Mình lóc cái mông luôn. Ok. Anh là tập phun cây á, nhẹ quá không phê. 60. Cầm ngay cái núm luôn em. Đúng rồi. Đó, cứ bước ra. Rồi. Nặng không? Cũng được. Rồi xuống rồi. Xuống nó hơi trùng cái chân quá em. Cái gì vậy? Nặng hả? Thôi giờ nhẹ nhẹ trước tập cái đã. Vô đi. Chưa quen. Rồi, 30. Rồi đi bước ra. Rồi cái chân thẳng thẳng á. Cái chân giống như đánh lift vậy nãy. Ok. Rồi, đúng rồi. Đó. Lên á là ưỡn luôn. Ừ rồi, lúc cái mông lên vậy nè, chính xác. Rồi. Đó. Ráng tập cho nó mượt, đúng rồi. Nhưng mà chú ý nha, đừng có làm con dây mà nó cao cao quá. Nó hơi giống kêu mình mai một chút. Đúng rồi. Rồi. Rồi xuống đi, cứ tập đi, anh chỉnh đồ lại. Nè đó không? Đó. Cái vị trí này vị trí ghi nhớ. Rồi, dứt. Đúng rồi. Ráng lên em. Dứt. Lóc cái mông luôn. Đúng rồi, đúng. Rồi. Thấy vô không? Đó, bài ghê lắm á. Dứt. Đúng rồi. Ráng 10 cái. Dứt. Rồi, dứt. Rồi. Dứt. Rồi. Dứt. Rồi, ok, rồi vô lên, tạ đi, bước vô, từ từ, bước vô, thả từ từ. Đó, rồi buông dây ra. Rồi. 60 cái em chơi được mà, nhẹ té gì đâu. Nãy lạ chưa biết chơi. Rồi đó, rồi bước ra từ từ. Bước ra càng xa càng ok. Nặng đúng không? Ok, ráng đi. Anh phụ cho, cần không? Rồi, tập giống nãy coi rồi đó. Nặng không? Nặng anh dám tạ. Rồi anh phụ dĩnh, ok, đó. 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 Nè, cái vị trí này thì ok, không gì chỉnh nè. Nhưng mà lên lóc cái mông lại. Ừ. Em phải nhớ vị trí lóc mông nha. Khi chúng ta squat chúng ta không cần phải lóc. Ok, nhưng mà khi mà chúng ta tập bài này chúng ta phải lóc lại. Đó.
nên cái này anh chỉ chú ý được cái điểm lóc mông của em có ra hay không thôi. Ok. 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 Ok, đúng rồi, phải thở vậy đó, mày nãy vô. Ừ. Rồi, ừ. Sát. Ừ. Ừ. Dạ. Ừ. Ừ. Rồi. Nổi nữa không? Hay nghỉ. Cái nữa nè, nè. Ừ, đúng rồi. Đó, nhớ cái vị trí này trong cuộc đời ngạo nghễ, thiên ngang. Rồi xong rồi bước vô từ từ thở ra. Ok. Yeah. Yeah. Rồi xong bonus cho thằng bằng bonus cho một chút xíu. Oh, no. Rồi đưa vô đây. Rồi quay ra kia. Quay luôn. Quay ừ đúng rồi. Để em dứt cái dây này vô cái. Cái này giống bị chói. Này giống như là dây xích chó đó em. Rồi xong rồi giờ quay. Phải quay. Đó rồi. Chù già 60kg hả? Không, chỉnh lại chứ. Ta dịnh vô cây luôn nè. Rồi. Rồi, từ từ, như anh làm hơi bị ngược kìa. A few moments later. Rồi. Đạp nha. Nặng hả? Nặng hay sao? Nặng. Nặng hả? Gì yếu xìu rồi. Rồi. Nè. Đạp chứ không phải dứt, đúng không? Nè, nó lên tới đây nè. Ok, rồi, đạp ra. Đó. Đó, đạp. Nhớ là động tác đạp. Hai cái tay vịn xa xa ra, rồi bước xa xa ra, vịn đàng hoàng vô. Ờ. Cái này là níu kéo gì qua này, níu chân khách hàng hả? Không, sử dụng níu chân khách hàng còn cái động tác khác nữa. Đi, rồi ok, giữ chân khách hàng. À đúng rồi. Dứt. Đó. Cái đoạn nó vô đây nè, tới đây được rồi. Xong cái đoạn đạp á là cái đoạn em đạp. Kích ra nè đó. Em đạp là dùng cái gót nè. Em đạp lên chứ không phải là em vuốt nó khác. Đó. Gắng giữ thăng bằng. Thôi. Thấy không? Cái động tác ở đây nè. Nè là cái vị trí ở đây nè, nó mới vô mông này ok. Thấy không? Lưng em nó thẳng đây. Rồi cái chân em nó đang thẳng vậy là tập cái má mông này. Dạ. Nếu mà em không lên được tới đây á thì nó chưa được cái đó tới đây à. Tới đây là giữ nè. Là được rồi. Ok xong mình dứt ra. Đó. Chỗ này cứng lên gồng vô. Nhớ điểm nha. Dứt. Rồi không sao. Rồi dứt. Đó. Rồi. Động tác khó lắm chứ tụi nó tập bậy bạ nè. Đó. Khó lắm ạ. Xong khó. Đúng rồi, đó rồi đó. Chính xác. Đó, ok. Thẳng chưa được đẹp, còn thẳng chưa được thì thôi cũng được. Cải đó, từ từ luyện. Rồi. Rồi xong. Để tháo dây xích ra. Đổi chân. Vô đạp đi. Nắm đầu. Thôi. Cái gì kỳ vậy? Chưa. Rồi chân này nó chưa quen nè. Rồi đạp đi, cứ đạp bình thường, vô đây. Đó, dứt ra. Đó, được rồi đó em. Cứ thả, ừ đó, thả tới đây thôi, vô tới đây nè, vô. Thả đi, vô tới đây thôi, được rồi đó, là đạp ra được rồi đó. 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 Mỗi tay mỏi hả? Em gắng đạp vài cái đi, anh quay góc trên đây cho em về em nhà em coi nè. Mấy thằng camera này nó không quay được cái góc đó. Oh, no. Rồi dứt đi. Vô. Ok. Cái chân ráng lên cao cao một xíu. Ok. Có PT nó dò dĩnh chân thì đúng hơn. Ok. Ok. Vô. Đó. Dứt. Vô. Dứt. Vô. Dứt. Vô. Dứt. Vô. Dứt. Ok. Rồi. Rồi, giang ra. Đúng rồi. Thế em tập xích ra ngoài xíu, đừng cho tạ chạm. Đứng xích ra xíu, ok. Đó, cái thế em tập bơ hẩm trên ghế, em bò, em quỳ như con em giang giang ra đó. Nó sao vô bằng này. Rồi. Ok.
Ok. Cái chân nè, khi vô nó qua đây nè. Đó. Nó vẫn chạm tạ kìa không? Xích ra nữa. Nó xích ra nữa, ok. Rồi. Đó, vô là ở đây. Ở đây nó mới căng này ra được không? Rồi xong á, dứt ra. Đó. Đó, thấy không? Đó. Vô. Nếu mà nặng thì nhẹ lại. Nặng nó có một cục rồi, nặng thì gắn tập tới giờ anh nói xả dao thôi. Giờ nó có một cục mà sao nhẹ được. Rồi tập đi, anh đỡ cho. Rồi dứt đi. Rồi dứt nè. Ok. Đứng thẳng ra, đứng hơi tức là đứng thẳng vậy nè. Em đứng nó hơi xéo, nó hơi gấu. Rồi. Với phần cái mông em đưa ra sao nhiều quá. Cái mông đưa sao anh mình làm lại cho em coi. Nó hơi chu chu. Ok. Rồi. Không. Nè. Không. Đừng có đưa ra sao chu chu thì nó không thôi. Cứ vậy thôi. Đó không? Không cần phải đá cao lên vậy. Quan trọng là cái hông mình nè. Vô. Hơi cao rồi đó. Ừ. Dứt cái tới đây thôi. Đó. Nó căng chỗ này được. Mình tập chỗ này. Dạ. Không cần phải đưa chân quá cao. Đó. Đó đúng rồi. Đó rồi đó. Hả? Đó lên lại cái này vô nha. Đó. Tắm được không? Đó. Đó rồi đó. Ngầu rồi đó. Xong rồi đổi chân đá thôi. Thôi đổi chân để đây. Hồi nó mông nó bị lệch. Mông nó bị lệch. Rồi. Muốn đứng bên nào, quay bên kia mới đá được. Đúng rồi. Thời hôm nay có PT nó móc giò cho chứ không mất móc luôn á chứ giỡn. Rồi nhấc đi. Đó. Không biết móc. Đó đi. Đúng rồi đó. Ok. 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 Đủ chưa? Mệt rồi không? Rồi xong. Chưa hết. Xong rồi giờ đổi chân. Chưa hết còn nữa. Chỉ cho nhiều bài nhớ về coi lại video Full HD không che đi. Rồi nãy đá ra đúng không? Giờ đứng đây nè. Đứng đây nè. Dích vô. Dích vô. Nãy đá ra, đá ra không ngoài. Dích vô, vô cơ bản. Cơ phía trong này nè. Trong này. Dích vô. Giống như chuyền cái banh vậy, anh thấy cái banh đằng kia đúng không? Cảm giác đá bụp. Đá bụp. Đá bụp. Thì giờ mình cầm tạ mình dứt vô. Đó vậy thôi. Nó có tạ đi nó khác à. Rồi dứt vô đi. Xa nữa. Rồi. Khỏi dính lắm. Khỏi vĩnh té chết mẹ luôn á. Không mình qua đây đứng luôn nè. Vĩnh qua đây nè, qua đứng qua tới đây đúng không? Đó. Rồi. Rồi dứt đi. Không phải, cái chân nó đừng có cong quá. Nó có cảm giác đây không? Ừ, phải do chỗ đó nha. Phải chỗ đó mới được chứ nhìn giống chuyền banh nhẹ nhàng quá rồi. Đó. Rồi, đây nè. Xong rồi dứt vô. Đó. Giữ cái vị trí này đó, xong mình thả ra đó, xong rồi mình dứt vô là đang tập ở đây này nha. Ok, cái bài này nó chỉ tập ở đây thôi, ở trong cái phần cái cơ mà cơ tam giác này nè, cái vùng ngã ba mà đang tối đó đó. Thì bài này nhạy cảm, mỗi lần nam chỉ bài này ngại em chết luôn, mới nói sao cho tao hiểu được. Nó kẹp dưa hấu đó. Thật ra nhìn bài này cũng khó biết đúng hay sai lắm. Mình phải hỏi là nhiều khách hàng ta. Chị ơi có vô bạn rồi đó. Chị có vô cái này không đó.
chứ không biết nói sao nữa. Bây giờ tôi cầm đá thì nó có vô gì đâu, nhưng mà vậy nó vô nè. Đó, quá mỏi à, quá mỏi thả ra đổi chân rồi. Rồi dứt đi. Ok. Nè, ra nó dày rồi vô. Đó. Ok. Ok. Rồi nè, chín rồi phải không? Nó vô. Là này, rồi. Rồi vô. Đó. Vô. Được chưa? Rồi. Rồi, chương trình thực hành tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình cái buổi tập, cái buổi hướng dẫn tập khúc dưới múp phần 2 là những cái bài tập rất là khó. Thì Duy hy vọng là các bạn theo dõi lại video để có thể có được cái hành trang cho mình, để mình tập luyện những bài tập mà nó khó nhất, mà Duy là rất là hiếm ai mà chỉ các bạn. Rồi, một lần nữa Duy Nguyễn và bạn mua đồ xinh xắn ở đây xin gửi lời chào đến tất cả các bạn. Chúc các bạn giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nha. Bye bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.